Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách làm trưởng đoàn đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Lào Cai. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Xuân Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh. 100% xã phường thị trấn đã thành lập các tổ bầu cử với 1.138 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri cũng đã được niêm yết công khai, thông báo rộng rãi theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phòng cũng đã thông tin thêm về việc kiểm tra giám sát công tác bầu cử, điều kiện cơ sở vật chất cũng như công tác thông tin tuyên truyền bầu cử trong nhân dân, đặc biệt là trong vùng dân tộc thiểu số kết luận buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của lào cai trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp đồng thời yêu cầu địa phương cần thực hiện đảm bảo các nội dung quy trình theo quy định của luật bầu cử tiếp tục chỉ đạo các cấp tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác kiểm tra giám sát bầu cử tại các địa phương đã được cấp ủy, Ủy ban bầu cử, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt như chuẩn bị nhân sự, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử của các cơ quan tổ chức đơn vị tiếp nhận hồ sơ ứng cử, qua đó kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chấn chỉnh sơ xuất của các tổ chức phụ trách bầu cử. Tại Lào Cai, ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại các địa phương qua kiểm tra giám sát cho thấy công tác bầu cử đảm bảo được triển khai theo tiến độ thời gian, nội dung, theo quy định của pháp luật. Ngày 16 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Theo đó, các hội nghị đều được tổ chức nghiêm túc đảm bảo tính công khai dân chủ với sự tham gia của đông đảo cử tri. Căn cứ vào tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu đã thảo luận biểu quyết thống nhất lựa chọn lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 92 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn các địa phương thực hiện kế hoạch liên tịch tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 9 huyện, thành phố, thị xã cũng đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban bầu cử của 9 huyện, thành phố, thị xã đã lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự thủ tục với sự tham gia cũng như tín nhiệm cao của đông đảo cử tri. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của 9 huyện, thành phố, thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Vừa qua, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Bảo Yên đã tổ chức đêm văn nghệ và tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Phúc Khánh. Với chủ đề Lá phiếu niềm tin, chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu xuyên suốt. Chương trình là những bài hát điệu múa ca ngợi đảng quang vinh bác hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, con người vùng cao, đặc biệt là những ca khúc tuyên truyền cho cuộc bầu cử. Cũng tại đêm văn nghệ, bà con nhân dân còn được nghe các tuyên truyền viên tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phổ biến một số nội dung liên quan đến cuộc bầu cử. Đến đây bản tin quốc hội của Đài Phát Thanh truyền hình Lào Cai sẽ được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.